chào các bạn đã quay trở lại với kênh review của Giao Hoàng Luxury. Ngày hôm nay, như các bạn đang thấy, trên tay tôi là một chiếc đồng hồ IWC. Khi nhắc đến một số thương hiệu đồng hồ thì có những cái thương hiệu có cái lịch sử gắn bó mật thiết với cả một cái ngành, một cái lĩnh vực đặc biệt nào đó. Ví dụ như là Omega, đó, như chiếc đồng hồ Omega này thì gắn liền với hàng không vũ trụ. Tag Heuer thì gắn liền với cả môn đua xe. Còn với IWC thì đó là ngành hàng không. Khi nhắc đến IWC, đa phần chúng ta sẽ nhắc đến những chiếc đồng hồ pilot, những chiếc đồng hồ phi công. Trong đó thì chiếc IWC Spitfire Chronograph hiện đang có mặt ở Giao Hoàng Luxury là một chiếc đồng hồ điển hình cho những chiếc đồng hồ phi công đặc biệt đó. Trước hết thì chúng ta hãy tìm hiểu một chút về đồng hồ phi công. Thì với cái tên như vậy, dòng đồng hồ này tất nhiên được thiết kế ưu tiên dành cho phi công, những người phải làm việc trong khoang máy bay, trực thăng và tối tăm. Đặc điểm đầu tiên để nhận dạng những chiếc đồng hồ pilot đó chính là mặt số có độ tương phản cao. Như các bạn đang thấy, đó, mặt số có độ tương phản rất là cao, dễ quan sát, được quét chất phản quang rất là nhiều. Điều này sẽ giúp cho phi công có thể quan sát giờ một cách dễ dàng nhất. Và chúng ta có thể thấy rõ điều đó trên chiếc IWC Spitfire Chronograph. Mặt số màu đen xám tương phản hoàn toàn với cọc số và kim trắng. Còn trong điều kiện thiếu ánh sáng, những cọc số lớn sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Cái tên Spitfire của bộ sưu tập này được lấy tên từ mẫu máy bay chiến đấu Super Marine Spitfire, và hình ảnh chiếc máy bay này cũng được khắc ở mặt đáy của chiếc đồng hồ. Không chỉ thế, trên thiết kế đồng hồ cũng có một số chi tiết lấy cảm hứng từ đồng hồ hiển thị bên trong vùng lái của chiếc Spitfire. Ý điểm là làm nên sự khác biệt giữa bộ sưu tập Spitfire và các bộ sưu tập đồng hồ phi công khác của IWC chính là bộ cọc số. Đó, chính là bộ cọc số này. Mặt số của IWC Spitfire Chronograph được hoàn thiện rất là kỳ công, với những cọc số được hoàn thiện thủ công, phủ chất phát quang và đính lên mặt số thay vì xông thẳng lên mặt số như trên những chiếc đồng hồ thông thường. Với thiết kế này thì mặt số đồng hồ sẽ có chiều sâu hơn và tất nhiên là thu hút ánh nhìn hơn. Bộ kim giờ phút của IWC Spitfire được lấy cảm hứng từ chiếc đồng hồ đo độ cao cho bùng lái của mẫu máy bay cùng tên Super Marine Spitfire. Có thể kim phút có một chút thay đổi, nhưng chúng ta có thể thấy thiết kế kim giờ lấy hoàn toàn từ mẫu model nguyên bản. Và chúng ta có hai mặt số đồng hồ phụ ở góc 6 giờ và 12 giờ. Thế như các bạn đang thấy, ở góc 6 giờ là đồng hồ phụ chỉ kim dây. Đây mới chính là kim dây của chiếc đồng hồ các bạn nhé. Còn cái kim mà chúng ta thường tưởng tượng là kim dây đó thì là kim đếm giờ, kim đếm thời gian. Ở trên thì là đếm 60 phút. Đó. Cái ô lịch để hiển thị ngày của IWC Spitfire là một ô lịch có cho phép chúng ta nhìn thấy 3 ngày. Ngày hôm qua, hôm nay và ngày mai. Rất là hay. Chúng ta hãy cùng đánh giá về độ hoàn thiện của chiếc đồng hồ này nhé. Đầu tiên là hãy nhìn với lớp vỏ này. Các bạn có thể thấy lớp vỏ chiếc đồng hồ này là ngoài vành bezel được đánh bóng và núm của đồng hồ được đánh bóng thì đa phần các cái bộ phận từ tay càng, thân đến dây đều được hoàn thiện bằng cái cách là máy xước, chảy xước rất là đẹp. Đó, tay càng này, các bạn nhìn thấy thân, đó, máy xước, phần dây đeo, máy xước rất là đẹp. Đây, phần khóa, khóa của chiếc đồng hồ các bạn có thể thấy được là đây là logo tên thương hiệu này. Đó, chúng ta mở ở bên trong rồi nhé, mở bên trong rồi này. Cái điểm này là cái điểm mà tôi thấy khá là đẹp, đó chính là cái trong khóa chiếc đồng hồ này. Đây, phần này là những cái đường vân mà chúng ta sẽ thường thấy ở máy đồng hồ nhiều hơn. Đây là người ta gọi là vân tròn plaque, là những cái đường tròn được xoáy tạo nên một cái hoàn độ hoàn thiện rất là đẹp. Dây này thì cũng khá là thông minh, khi chúng ta ấn vào cái nút IWC thì chiếc đồng hồ này sẽ có thể là co giãn một mắt dây giống như những chiếc Submariner kiểu như vậy. Anh và tôi sẽ thử cho các bạn xem nhé. Đó, có thể thấy đúng không? Rồi. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu một chút về cô máy của chiếc đồng hồ này. Khác với những thiết kế cũ sử dụng cỗ máy cải tiến từ ETA 750 thì IWC Spitfire Chronograph sử dụng cỗ máy Caliber 89365, được thiết kế và sản xuất in-house hoàn toàn bởi IWC. Với việc sử dụng cỗ máy này thì những cái tính năng của đồng hồ có thể dễ dàng được điều chỉnh và đem đến cho người dùng những cái trải nghiệm hoàn hảo nhất, đặc biệt là khi tôi bấm Chronograph ở đây. Rất là nhẹ, đó, bấm dừng lại, reset này,
đó, gần như là trong tích tắc và cái nút bấm rất là nhẹ. Đó, bấm tiếp. Cái bộ máy này thì sở hữu 38 chân kính, hoạt động với tần số là 28.800 nhịp trên một giờ, có thời lượng clock lên tới 68 tiếng. Thông thường đồng hồ tự động thì sẽ có thời lượng clock khoảng 48 đến 50 tiếng thôi. Việc tăng thời lượng clock lên thì cũng làm cho người sử dụng, người đeo đồng hồ mà có sở hữu nhiều đồng hồ ấy cảm thấy tiện dụng hơn. Mặc dù là 43mm nhưng chiếc đồng hồ trông có vẻ là to hơn cái kích cỡ này, tôi cảm nhận như vậy. Vì sao? Vì tay càng khá là lớn, tay càng khá dài, và cộng thêm cái ba cái nút bấm nữa nên nhìn trông đồng hồ khá là lớn. Và sau đây thì chúng tôi sẽ ở cuối video này chúng tôi sẽ so sánh một chút với cả một chiếc Omega Chronograph. Thì chiếc Omega Speedmaster Moonwatch Chronograph này cũng là một chiếc đồng hồ có kích thước xem 42-43, nhưng mà chúng ta có thể thấy được là kích cỡ của IWC rõ ràng là lớn hơn hẳn so với Omega. Đầu tiên là tôi muốn giới thiệu tới các bạn cái lum, tức là cái phát quang của hai chiếc đồng này. Hai chiếc đồng này đều có phát quang rất là đẹp. Tuy nhiên là IWC là dành cho phi công nên là cái phát quang của IWC thì tuyệt vời. Hai chiếc đồng này có cái độ phát quang phải nói là 1910. Về chức năng thì hai chiếc đồng hồ đều có cái chức năng chronograph, tuy nhiên là về mục đích sử dụng thì khác nhau. Speedmaster là dành cho các tay đua, vì vậy là Omega Speedmaster sẽ có thêm vành tachymeter để đo vận tốc di chuyển. Cọc và cọc số bằng kim của Speedmaster cũng không quá lớn như IWC, do việc xem giờ trong điều kiện thiếu ánh sáng không phải yêu cầu thiết yếu của dòng đồng hồ này. Nếu mà so sánh về cái bộ dây thì IWC chắc chắn là sẽ nổi trội hơn về độ tiện dụng, dễ dàng sử dụng. Còn Omega Speedmaster thì vẫn giữ nguyên cái thiết kế truyền thống với ốc vít này. Omega cũng không có cơ chế điều chỉnh độ dài dễ dàng như IWC. Tuy nhiên nếu mà xét về mặt thẩm mỹ thì tôi lại đánh giá cao bộ dây của Omega hơn, do Omega có cái sự phối hợp hoàn thiện tạo độ tương phản cho ra cái mặt dây với nhau. Đó, các bạn đang thấy đây này. Hai chiếc này cùng với chronograph nhưng tuy nhiên là một chiếc là đồng hồ tự động, IWC tự động, còn Omega là một cô máy lên dây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.